Trong đơn, bà Hà và bà Liên cũng... Rõ nha. 1994, đồng chí được bầu... Nét lắm nha, anh em Vũ Đinh Đức nha. Em tên đủ này. Anh em thích là nghe mono thôi. Mono nghe chuẩn, tiếng nó rõ, chuẩn rồi nha. Sứ tê này. Hơi xè chút xíu. Sứ bà sứ tê xè hậu đỏ. Mono đây. Sứ tê nó lên đèn này không? Rồi, con này 2 triệu chứ có 3 xíu nha. Đài thì khó nói rồi anh em ơi. Năm 1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Nút này, nắm nút đầy đủ nha. Ủy viên Bộ Chính trị. Hàng Đức luôn, điện 252 luôn. FM 108 nha. Rồi anh em cho Zalo số này nha.